Tổ tuần tra của Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đánh bài ăn tiền bất chấp quy định phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Tại quán cà phê Chim Cảnh do ông Lê Văn Hùng, trú tổ 50, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu làm chủ, tổ tuần tra đã phát hiện 4 người đang tham gia đánh bài ăn tiền dưới hình thức chơi tiến lên. Khi bị bắt quả tang, nhóm này đã cố gắng tháo chạy nhưng bất thành. Công an phường thu giữ một bộ bài tây và tiền mặt là vật chứng ở tại hiện trường.